tiếng nào ấy? Con gì đấy? Chiến à? Chiến gì? Hôm nay em vừa bắn thử được hai con cắt lớn. Cắt lớn. Ngon lắm ấy. Chim gì đấy? Câu nhà em. Ui giời, tôi tưởng gà gà trọi. Này. Con đang đi chuẩn bị con đang hả? Thỏ là của mẹ em hai con đi nữa. Tao đang định đi rủ mày đi bẫy chim đấy, đang làm bẫy đấy. Ui, bẫy làm cái gì? Đây này, chính đây cái gì bẫy? Chắn nướng lên một chén gì, bẫy làm gì? Thì hôm nay lại có sẵn đồ để tao nướng. Bồ câu mẹ em mà cứ đi vào nó ăn hết cả muối của mẹ em thì chắc thịt thì làm gì? Thì cũng ok đấy. Đấy, đi lâu ngày không chắc đồng thì ra đồng nướng rồi. Cái đồng á? Nướng nhà không đi đi sang đây nướng được. Ok. Riêng chim mẹ thì mình thích ăn với cái gọi là ăn nướng mọi hơn mọi người nhá. Mình chỉ gọi là ướp một tí mắm thôi. Nướng kiểu này nó mới ngọt mọi người. Ngọt. Nhưng mà sao mình lại bắt chim già đi để đấy, chim già xong không để nó để. Nhưng mà chim non ăn không ngon bằng chim già. Ừ. Không biết. Căn bản là mình cũng chưa ăn chim bồ câu già bao giờ. Nếu mà chim non thì nó mềm. Chim già không biết thế nào. Ăn con này chắc là ăn được con chim cu gáy ấy, chắc ngọt lắm nhỉ. Mà sao không nướng về ở đằng kia ra vào vườn keo này lắm muối của mẹ đấy. Nhưng ở trong này nó săn củi. Ừ. Còn sắp mưa đấy, trời tối rồi đấy, hay là đem về đi. Thôi, ăn luôn. Em thì chắc ăn luôn, tại dù. Về nhà nhiều người xin. Anh thấy em thông nhưng mà nhà mày có lò nướng mới chưa dùng bao giờ đúng không? Không, ăn cơm nè. Thế về dùng lò nướng nhà anh ấy. Dùng lò nướng nhà em thì em lại phải rửa. Ừ. Con tiết kiệm cái rửa nữa. Thì chả thế à. Lò nướng bảo nhà sao giàu nhất làm. Lò nướng nhà em vẫn còn zin. Hay là mày đem cái này về băm ra thành nhuyễn ra xong thả xuống giếng. Ăn nước. Ăn nước dần. Thành. Ừ. Cho ngon. Nấu nồi canh ăn cả tháng. Thành. Đó. Ừ. Đói thơm nhở. Ê, anh ấy chín rồi anh ơi, ngon vãi trưởng à. Ui chín ngon đây, mà có lon bia thì đẹp nhỉ. Bia. Đây mà có lon coca thì phê nhỉ. Coca chứ này ăn coca. Ui. Hay là mày đi mua bia với coca đi. Hả? Bia với coca. Chim ngon thế này mà không có bia thì phí. À đâu? 20 thôi. 10.000 một lon. Đấy. Nhà em mẹ em được vừa được hôm qua vừa được cậu em đi Đức về ấy. Cho một thùng cái bia gì bên Đức ấy. Bia đen nhìn hôm qua các ông liên hoan với nhau ấy. Nghe khen người lắm, không biết có ngon không ấy. Bí anh có uống không? Có phải đen đen như cô cao? Đấy, bia đen chì đấy. Cái lon nó dài dài. Vừa được uống có một lần nó ngon lắm. Tiến về lấy đi, đưa tiền đấy. Không. À thôi, cho mệt luôn tiền, chỉ cần một lon đấy thôi. Ừ, thế để em lấy về em lấy cho anh nhé. Có bia Đức cơ đấy. Này, muốn cẩn thận vào đấy. Bia Đức là uống với chim này thì hết giờ. À mà không anh ấy. Em mà đi nhớ đâu anh ở đây anh ăn mất của em sao? Tao nói lời là tao giữ lấy lời. Một thằng đàn ông như tao mà phải đi lừa một thằng trẻ con như mày à? Thôi bây giờ em chẳng tin bố con nào hết nhé. Bây giờ thì cùng lắm là tao chỉ làm miếng. Bây giờ em phải trói anh lại. Trói lại xong tí nó quay về anh em mình cùng ăn. Tao đang nướng gì? Không. Mưa điên là trói. Trói lại cái đâu anh ăn của em sao? Tao không phải trói đâu mà trói. Mình đang trói. Thì cứ trói lại cho chắc ăn. Không. Cái này chín rồi. Bây giờ cắm ở đây này. Cắm đây cho nó ấm này. Hả? À? Được không? Không. Thì anh có muốn bố mi nữa không? Được. Thôi.
rồi, thì cắm vào đi. Mà tao không ăn đâu. Không, tao cứ vậy cho chắc. Nếu mà tao ăn thì tao không được uống bia, được chưa? Không, cứ thế cho chắc. Cắm vào. Thế nào, thế bây giờ thế nào? Anh cắm trước nó lên, giúp lên cho nó. Bia à? Thôi được, vì bia một... tức đây. Vì một lon thùng. Em lấy cho anh hai lon luôn. Hai lon nhá. Ok, ừ, ok. Này, vì một... à, cho anh ba lon, cho một lon anh mang về. Anh để đủ tối mà uống. Được, vì lon bia. Cho mình trói. Giời ơi. Này, hai chục nhé. Nhớ đấy nha. Này, anh nhìn mặt em uy tín thế này mà. Đi ra đây. Đâu? Đấy. Khác gì chó. Ngồi đây, ngồi xuống. Ngồi thế nào? Quay em ơi. Quay em ơi. Đấy. Quay em ơi, ngồi xuống. Đấy. Đây, cho đi. Không, quay ngồi em này, ngồi thế này này. Ngồi đây này. Không, không ngồi thế. Ngồi thế khó ngồi. Vì lon bia mà nhục thế này à? Nhục cái gì? Bia Đức người ta nhập khẩu kinh tàn loại tiền đô đấy. Bao nhiêu tiền này? Được, chả sao. Anh biết đấy là đâu mà sợ. Giờ em phải về, em trộm mẹ em ấy. Nhớ này, ba lon nhá. Phải ba lon luôn. Ba lon đấy. Được, vì tay ra đây. Vì lon bia Đức. Nhưng mà tao bảo thật tao không ăn đâu. Hay là tao đưa tiền cho mày không. Làm tin. Không tin tụi. Tao cho kiểu gì đây? Hay tao đưa tiền cho mày làm tin. Chói gì mà phải căng thẳng thế? Không. Tao không ăn đâu. Trời. À? Trời. Cứ vậy chắc chắn. Chắc chắn. Thôi thế thôi, chặt đau tay. Ây à. Rồi, được rồi, ok rồi. Ok lắm rồi. Em nghĩ em tin tưởng anh tuyệt đối rồi. Nhưng mà sợ anh nướng quá cay thôi. Thế thì để ra ngoài hay là... Không. Hay là tao với mày cùng đi về lấy bia ở nhỉ? Không. Ngu thế. Thế thì được có rồi. Ai trông chó? Thì chó này mà ăn mất thì sao? Cho chó nó ở đây, tao với mày cầm chim về rồi, đúng rồi. Không, chín nguội mất. Cởi ra. Không. Anh thì có anh có muốn uống bia được à? Anh đứng thì lại. Đường nào chả về cho. Không, không đứng. Thế cho anh được, cho nè. Đường nào chả. Đứng buộc chân nó điên là mũi. Tao còn không. Chân tao để tao không. Có mũi. Không, bây giờ. Ờ, đúng rồi. Cần gì phải đấy? Thế bây nào? Giờ nướng chín rồi đem về nhà mày uống bia ăn luôn cho mày ngon không? Thế thì anh dở à? Thế thì mẹ em phát hiện là anh uống bia Đức này. Thôi tớ nha. Đấy. Không mày. À, anh có ý định đấy phải không? Ý định gì mày chó chặt thế này, bố ai mày ý định cái gì nữa? Uống ở nhà. Đâm lao phải theo lao chứ bây giờ còn uống ở tao nhà còn em thì nhớ đâu mẹ em đấy sao? Thế nào? Mẹ em phát hiện ra là anh rốt thế uống mày bia thì sao? Tao cho mày hẳn 60. Mày lấy ba lon xong xuống nhà tao ăn. À, không chơi được đấy. Thế này chắc ăn. Thôi, ông ơi. Đau, chân tao còn đang đau. Cái anh. Thôi được rồi. Đau đi, làm sao mà được. Bia Đức mới cả chim bồ câu được. Trời ơi. Nhớ đi nhanh, muỗi đốt chết tao đấy. Okay. Gì nữa? Không. Không. Thế nên là chắc rồi. Không. Không. Thế nên là chắc lắm rồi. Không. Đấy. Đúng rồi. Đấy không. Này, anh không. Đợi nhanh lên không. Đi. Không. Tối rồi này. Không. Thế này. Không. Đấy. Không. Chật lắm rồi. Đâu. Không. 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 Hả? Không. Ngó tay ra. Không. À, đâu. Được bây giờ tay tao thế này tao gỡ được à? Gỡ thế nào được? Không gỡ được đâu. Ây. Không. Thế không. Ây. Thế này nó phải ra bằng mắt. Không thở được. À. Thế mày trói thế này thì làm thế nào được nữa mà phải điên nhỉ? Thôi tao không uống bia nữa. Xin bỏ ra. Tao không uống bia nữa. Không. Phải là tao không uống bia.
Thôi được rồi, tao cố chịu 5 phút. Đấy, 5 phút rồi đấy nhá. Nè, là anh đợi ở đây nhá. Để em về em đi lấy biết em cho anh uống. 5 phút thôi đấy. Cố hôm nay. Ok, em nghỉ đi 2 phút rồi. Em chẳng cần 5 phút rồi. Nhục, đợi đấy nhá. Nhục cũng được. Nào, cũng được cha. Kiểm cái cứt này. Mày bố ai mà ra được mà kiểm mới chẳng ra. Ok. Em trói chắc lắm. Đây đây. Xử lâu thế, mũi đốt chết tao rồi. Phải bị tinh nhè. Hả? Ừ, giời. Nào. À. Biết đâu. Từ từ. Cởi đấy. Từ từ. Nhanh lên. Từ từ. Sao có mỗi coca này kìa. Bia đâu? Nào cởi giấy. Thôi đưa đây tao cắm cho. Tọt hết đít ra đó rồi. Nào cởi giấy. Trời ơi. Nào cởi giấy. Cắm cái gì đây? Đưa đây. Ôi, buôi. Trời ơi. Này, anh nhé. Cười giấy. Bia đứt à? Bia đứt đây. Đấy. Này. Cười. Nào. À. Cười dây cho tao. Này. Mày có cười không? Anh nhé. Sao lại tin lời em thế nhỉ? Mày có cười không? Có. Em chẳng cười đây. À. Sao? À. Cười dây cho tao ấy. Con này, đây là cái tội nhé. Tội gì? Hôm trước ai bảo anh đi ăn trộm mà gà của em cho tôi bạn tao. Bạn anh để anh đi họp lớp đi nướng. Xin, tao xin một con nhà mày thiếu gà đâu. Xin vắng mặt nhỉ? Xin đi sao tao chẳng bảo đấy à? Này. Thôi cởi ra chứ không trêu của này. Chả cởi đây. Không trêu của này đâu. Em tặng anh một câu này. Trên đời này không được tin bố con thằng nào hết. Ai? Cười đi. Không cười đâu. Không trêu đâu. Không trêu. Tao đền tiền. Đây là cực hình. Tao đền tiền. Không đền. Nào. Đền bao thật. Nhiêu cho chửi con gà trọi đấy. Rất mỏi lắm. Đền bao nhiêu cho chửi. Nào anh. Nào anh ơi. Không trêu. Nào anh ơi. Hả? Tao cho mình 1 triệu. Không chơi trêu kiểu này đâu. Một câu gì mà nó vàng thế. Nào. Cái phao câu của nó. Cho miếng. Cho xin miếng. Ôi cái đùi nó này. Nào cởi ra đi, không trêu đâu. Này, không chơi kiểu này đâu. Thồm ê. Làm miếng bia đức này. Lại có chó này. Bố mày mày. Bố mày mà ra được cả. Mẹ mày. Tao đi mày tí tao nướng mày luôn không. Này. Sao lại anh lại tin người đấy nhỉ? Chuyên gia đi gọi là đi bón phân ngoài đồng ngoài ruộng lấy đâu cậu nào ở bên Đức. Không bỏ ra đi kiến nó bỏ lên cổ tao rồi đấy này. Này ba đời này em chẳng ai đi Đức cả. Ba đời này em chẳng ai đi Đức cả. Mày có cởi ra không? Đi Đức về là em có bia Đức tặng đấy. Tao đếm từ 1 đến 3 cho mày cởi, không tao nướng luôn mày đấy. Nào. À, chết mẹ mày đi. Đúng à. Chết mẹ mày đi. Ôi ơi. Hả? Nào. Bia Đức. Ngon. Không thì đưa nửa con đây. Làm cái sụp nó này. Ôi giời ơi, thôi, cho cưng ăn nè. Ý, trời ơi. Mẹ
con chó này. Biết nè chú cưng. Mày có tin mày? Tao giết bỏ mày luôn không? Hả? Em lại sợ anh chắc. Chả sợ. Này, không phải đố anh chạy được đấy nào. Hả? Anh có chân đi làm gì? Ê. Nào, đố anh làm gì được này hả? Ý trời. Ăn này, ăn cái đùi. Nào. Nên không chơi kiểu này đâu. Chơi kiểu này khác gì chó. Ngứa cổ. Thế ai bảo anh á? Ai bảo anh chơi chó với em? Cái gì? Ai bảo anh ăn trộm gà của em? Ăn trộm bao nhiêu con gà rồi? Ôi nó đốt tao không, không chơi này đâu. Nhà anh đầy dê đấy, sao anh không thịt? Có mỗi một con. Đi bắt gà của em đi cho bạn anh thịt. Mỗi một con, đền tiền cùng lắm đền tiền, tao đầy tiền đây này. Đấy tiền, một chu đính đuối, lúc mày có 60 nghìn đấy gì? Cháu mày, mày còn cầm 20 của tao đấy, không biết. Nào, không chơi kiểu này đâu. Em ơi, ăn đi. Ui, ngon thôi. Cho miếng nào. Không chơi kiểu này, tao mà mày tin, tao mà ra được mày tin cả cái chuồng gà, cả cái trại gà của mày thành cái đó. Thế phẩm không? Nào, anh thử lên xem, em tả chó ra cắn chó. Bàn chó nhà mày chỉ có riêng mẹ này, xong hết nhá. Chó nhà em á, anh không cho nó cắn chết cả lợn nhà anh nhỉ? Nào, có thả không? Nếu mà không thả tao mà ra được ấy, cả cái trại gà nhà mày tao thịt hết luôn. Nào, sợ. Mày có thả không? Tao đếm từ 1 đến 3 này. 1 2 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Thì gãi hộ cái cổ cái. Không thật đấy, gãi. Nào. Thật quá. Chơi kiểu này đâu. Gãi cổ hộ cái. Không cho ăn cũng được. Tao cho mày ăn hết. Ui, thôi mày. Tay mày đấy là mày lau chứ mày gãi. Nào. Nhanh lên. Nào. Nhà em ba đời không có họ ở đi Đức. Thế nên cũng chỉ có bổ câu ăn mà thôi. Không có không biết đi ăn đâu thì em làm mấy câu ca. Trời. Rồi làm sao? Thế thả đi. Thật. 1 triệu. Nè. 1 triệu á? Ừ. Ok. Cho anh cái chân gà. Hả? Chân gà là sao? 1 triệu thì được một cái chân con gà của em rồi nhá. 1 triệu. Anh biết con gà này bao nhiêu tiền không? Bao tiền? 8 triệu á. Anh mệnh đi thịt. Thịt nó thật lớt là nướng cay. 8 triệu bạc đi cho người ta ăn. Bây giờ 8 triệu được chưa? Trả lên. Nào, 8 triệu. 8 triệu rồi cũng trả cả. Thế bao nhiêu? Em nhốt anh lời qua đêm với mũi cắn. Mày điên rồi, chết người đấy. À. Gãi ngứa quá. Thôi được, gãi hộ cái cổ cái, mỡ cũng được. Từ từ, em ăn xong đã. Ăn xong mãi rồi, mày... ăn xong đến bao giờ? Mãi mới lừa được anh. Tao không chơi kiểu này đâu. Tao mà ra được mày chết với tao đấy. Thôi. Tao đốt cả chuồng gà mày luôn đấy. Em nhốt cho anh vui thôi. Tay ăn nhớ. Nào. Ai 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 ai. Nhớ mặt mày đấy. Con chó này.